Chào tất cả các anh, các chị cùng các bạn ở trong đội nhóm. Đúng là có thầy thì mới làm nên, có đội nhóm thì mới phát triển được. Và muốn thành công thì cần cái sự nỗ lực của bản thân. Và thật may mắn cho tôi, vào khoảng đầu năm 2016, tôi đã gặp được thầy Dương Trung Hiếu và được tham gia vào cái đội nhóm chia sẻ vật chất mà thầy Hiếu đã tạo nên. Ở cái thời điểm này thì tôi đã được học những cái bài giảng của thầy về tư duy, về phát triển bản thân, về định hướng nghề nghiệp, về tạo dựng một cái kênh YouTube. Cùng với những chia sẻ của các bạn ở trong nhóm, tôi đã quyết tâm để xây dựng cho mình một cái kênh YouTube riêng để chia sẻ những cái giá trị cho cộng đồng. Và cho đến nay, mặc dù có rất nhiều những cái biến cố, YouTube thì cũng đã thay đổi rất nhiều những cái thuật toán, nhưng với cái sự định hướng đúng đắn ngay từ đầu của thầy mà kênh của tôi hiện tại thì vẫn phát triển đều. Cho đến nay thì có khoảng độ 65.000 lượt subscribe, có 13 triệu lượt view, lượt xem. Và hàng tháng thì vẫn mang về cho tôi một cái khoản thu nhập tuy không nhiều nhưng cũng là đều đặn. Và hôm nay có cơ hội này thì thưa thầy, thưa các bạn, cho phép em được gửi tới thầy Dương Trung Hiếu lời cảm ơn sâu sắc nhất từ đáy lòng. Và chúc cho thầy cùng với gia đình luôn luôn mạnh khỏe để chia sẻ nhiều những cái giá trị cho cộng đồng cũng như là cho bọn em ở trong nhóm. Và thưa thầy thì thưa các bạn, đã xin tự giới thiệu, em là Đỗ Văn Nghĩa, hiện nay thì đang sống ở tỉnh Ninh Bình. Mặc dù thì trong thời gian qua đã có được những cái thu nhập nhất định, nhưng khi nghiêm túc đánh giá lại bản thân thì còn thấy mình còn rất nhiều những cái khiếm khuyết, những cái yếu kém. Chẳng hạn như trong khi mình xây dựng một cái kênh YouTube để chia sẻ những cái giá trị cộng đồng thì mình thực sự là chưa lấy khán giả, chưa thấy lấy người xem để làm cái trọng tâm, mà vẫn mang tính chất là chạy theo cái số lượng là nhiều hơn cái chất lượng, và chạy theo cái trend, cái xu hướng là nhiều hơn những cái giá trị đích thực. Chính vì thế mà khi nhận ra được vấn đề này thì em luôn có một cái khao khát, đó là xây dựng một kênh YouTube thật chuẩn với lại những cái suy nghĩ của mình, để làm sao mang ra cộng đồng nhiều những kiến thức bổ ích hơn. Và hơn nữa thì khi đã chọn nghề MMO thì cũng muốn làm sao phát triển được mạnh hơn nữa. Ngoài vấn đề YouTube thì cũng muốn khao khát đã xây dựng một cái hệ thống kinh doanh online kiếm tiền thụ động để thỏa lòng cái ước mơ của mình. Và hôm nay lại một lần nữa em cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được thầy cùng ban quản trị đã xét duyệt cho em được gia nhập cái đội nhóm Con Đường Tự Do Tài Chính. Và em hứa sẽ học đầy đủ tất cả những cái bài giảng của thầy, tất cả những cái chia sẻ của các bạn trong đội nhóm, và cũng hứa là nghiêm túc chấp hành tất cả những cái nội quy mà đội nhóm đề ra. Và một lần nữa thì cho em được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy Dương Trung Hiếu cùng toàn thể các bạn trong đội nhóm, và chúc cho đội nhóm của chúng ta luôn luôn phát triển và thành công rất nhiều trên con đường tự do tài chính. Xin cảm ơn là thầy và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.